Hello, chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một kênh YouTube thương hiệu để kiếm tiền. Như các bạn biết, hiện giờ rất nhiều bạn trẻ Việt Nam lập ra những kênh YouTube và kiếm được rất nhiều tiền ở đó các bạn nhé. Nếu bạn muốn có một món thu nhập thụ động từ kênh YouTube thì hãy xem hết video này. Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từ cách cài đặt cho đến thành lập một YouTube chuẩn SEO các bạn nhé. Sẽ còn làm rất nhiều video hướng dẫn cách SEO để lên kênh lên top. Các bạn hãy sub kênh tôi để theo dõi các bạn nhé. Đầu tiên bạn hãy vào và đăng ký Gmail các bạn nhé. Các bạn hãy vào đăng ký Gmail các bạn nhé. Đây là Gmail của tôi đã đăng ký. Còn các bạn chưa có thì các bạn hãy cứ vào gmail.com các bạn nhé. Đây các bạn vào gmail.com các bạn nhé. Các bạn vào thì các bạn tạo một cái Gmail trực tiếp. Bạn vào họ thì các bạn họ của bạn này, tên đấy đầy đủ như này. Sau đó tên người dùng thì các bạn muốn đăng ký cái tên nào thì các bạn vào cái tên đó nhé. Ví dụ tên sau này là thành một cái tên sử dụng lâu dài của các bạn luôn luôn ha. Đấy như vậy thì tôi sẽ đây, mật khẩu đấy. Lũ có sẵn thì như vậy cái tên này người ta không cho phép các bạn nhé, thì các bạn phải vào tên này là sẽ là tên người dùng các bạn nhé. Như vậy cái tên màu xanh này nó đã được chấp thuận các bạn nhé, luôn hạ xe mạnh quân chẳng hạn. Đấy mật khẩu thì các bạn hãy vào mật khẩu gì đấy chẳng hạn, thì các bạn cũng như vậy xác nhận bằng tên tài khoản của các bạn. Thì các bạn chưa quen thì hãy cho nó hiện ra nha các bạn nhé, xem nó đã hợp chưa. Sau khi vào đến đấy thì các bạn bấm tiếp tục các bạn nhé, bấm tiếp tục thì nó sẽ ra một cái giao diện cho các bạn và nó yêu cầu các bạn xác nhận số điện thoại của các bạn. Thì các bạn điền số tài khoản, tốt nhất điện thoại của các bạn, để nó gửi một cái mã với số tài khoản để các bạn xác nhận nhé. Đấy ví dụ ngày tháng năm sinh của các bạn thì các bạn điền nó vào nhé. Bạn sinh năm bao nhiêu chẳng hạn, đấy giới tính các bạn nam nữ gì là các bạn xác nhận vào. Và vào đến đấy thì các bạn bấm tiếp tục các bạn nhé, và như vậy xác minh số điện thoại. Đấy các bạn xem thử các số này đã được chưa, đã đúng số của các bạn chưa, thì các bạn bấm gửi các bạn nhé. Đấy sau khi vào đến đấy thì nó sẽ gửi về cho các bạn trên điện thoại các bạn một cái mã xác nhận tài khoản, thì các bạn bấm nó vào. Đấy tên điện thoại của các bạn rất rõ ràng 492 đây, là các bạn bấm vào xác minh các bạn nhé. Đấy các bạn bấm vào xác minh và vào đến đấy thì nó sẽ hỏi các bạn là các bạn có đồng ý cái những chính sách của Google không, thì các bạn bấm đồng ý các bạn nhé. Đấy như vậy bạn đã xác minh được chính sách của nó thì nó đã gửi thiệu cho các bạn đấy, và bạn bấm vào tôi đồng ý thì nó sẽ ra cho các bạn tôi đồng ý Gmail riêng của các bạn. Đấy các bạn thấy chưa, nó sẽ sau khi vào thì nó các bạn vào Gmail thì nó sẽ các bạn vào Gmail và xác nhận nó. Đấy nó sẽ xin chào luôn, chào mừng bạn đến với Google, bạn có thể tải mới truy cập và sản phẩm ứng dụng và dịch vụ của Google. Đấy, Google gửi các mẹo tin nhắn. Nếu bạn muốn học thêm bạn vào đây xác nhận nhé. Nếu nó hỏi xác nhận rằng tùy chọn của bạn là phù hợp với bạn thì bạn bấm vào xác nhận. Đấy các bạn nhé, hiểu với phần này chưa, hiểu các bạn cứ comment ở dưới nhé. Và sau khi xác nhận tài khoản rồi thì các bạn hãy vào, và đến đây thì các bạn đã có một tài khoản email của các bạn. Bây giờ các bạn vào youtube.com nhé, do thì nó sẽ ra cái YouTube cho các bạn chấm com. Theo đấy bạn vào YouTube.com thì vào YouTube chấm cái giao diện như thế này các bạn nhé. Đây là tài khoản của tôi đã đăng ký thì tôi đã có, nhưng tôi sẽ bảo chỉ hướng dẫn các bạn cụ thể cách tạo kênh YouTube các bạn nhé. Đầu tiên các bạn vào ba chấm đấy, ba chấm này thì nó sẽ ra cái trang chủ cho các bạn và khám phá. Sau đó các bạn
vào Google của mình và nhấn vào phía bên tay phải các bạn nhé, sau nút ba chấm này thì thể nó sẽ ra cho các bạn cái tài, đây là chính là cái tài khoản của các bạn. Đây chẳng hạn tôi đang ví dụ là một cái tài khoản của sĩ tấm à, con Gmail mà các bạn đăng ký lúc này ấy, thì bây giờ các bạn nhé, kênh của bạn thì các bạn bấm vào kênh của bạn, các bạn nhé, tạo kênh các bạn nhé, các bạn tạo kênh thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này cho các bạn nhé. Và tạo video thì các bạn có thể quay trực tiếp, các bạn nhấn vào đây và nó sẽ ra trực tiếp cho các bạn. Nếu trên giao diện của máy tính thì nó sẽ ra thế này, nhưng còn giao diện điện thoại thì các bạn sẽ vào giao diện điện thoại nó cũng như vậy các bạn nhé. Và đây tôi đang làm trên máy tính thì các bạn vào đây và trang trên web trên máy tính các bạn bấm vào đây nhé. À, cứ làm theo hướng dẫn của tôi đấy nhé. Nếu các bạn không kịp thì các bạn có thể tua lại nhé các bạn nhé. Ở đây video đã có sẵn ở đây. Đây các bạn thấy chưa, giao YouTube Seminar thì các bạn sẽ nó sẽ ra cái giao diện này đúng không ạ? Và các bạn cần thiết các bạn xin chào và tạm biệt cho bản cũ. Đấy là bản mới nhất của năm 2021 các bạn nhé. Và sau khi các bạn vào đến đây thì quản lý video sử dụng trực tiếp yêu cầu. Đấy thì các bạn đọc nó đi nhé. Và các bạn thấy cái giao diện này thấy không ạ? Các bạn sẽ có cái giao diện để bạn vào cài đặt nhé. Đây các bạn thấy là đông đơn vị tiền tệ thì các bạn đấy, bạn vào đây chọn kênh phù hợp thì các bạn nhấn vào kênh và chọn vào đấy nhé các bạn nhé. Đấy, ví dụ ở quốc gia nào thì bạn chọn quốc gia đấy, ở Việt Nam thì các bạn chọn ở Việt Nam các bạn nhé. Các bạn thấy kênh ở Việt Nam đấy thì chọn ở Việt Nam đấy, các bạn thấy hay chưa. Và sau khi bạn điền vào các thông tin vào rồi thì các bạn bấm vào lưu các bạn nhé, các bạn bấm vào lưu đấy. Các tính năng cơ bản, nhưng cái này nó đã bật cho các bạn các tính năng bậc trung đấy, nó đã bật rồi thì các bạn nên dùng các tính năng cơ bản này các bạn nhé, trước khi cho quen các tính năng bậc trung đấy. Điều kiện này nếu bạn tìm hiểu thì bạn hãy, và sau khi bạn đến đây thì các bạn nên cần xác minh bằng tăng tài khoản số điện thoại của các bạn đấy, video đấy các bạn nhé. Các bạn vào đến đây đấy, sau khi bạn xác minh thì các bạn bấm vào xác minh cho mình đấy, như vậy nó sẽ ra một cái hoàn chỉnh cho các bạn thấy chưa. Và các bạn chọn vào, nhấn vào đây và chọn Việt Nam nhé các bạn nhé, chọn Việt Nam đấy các bạn. Bạn điền cái số điện thoại chuẩn của các bạn vào đấy và nó sẽ gửi về một cái mã trên số điện thoại của các bạn, cũng như xác minh lúc này thì bạn vào cái số đấy và bạn bấm xác minh thì nó sẽ ra đã xác minh. Như vậy kênh của bạn đã cơ bản đã hoàn thành, xin chúc mừng tài khoản của YouTube của bạn đã xác minh các bạn. Thế bây giờ bạn sang Google ở đấy, sang thì bạn cần YouTube và bấm vào youtube.com, youtube.com thì nó đã ra đây rồi. Như vậy nó ra thì các bạn ra đến đây, sau khi nó ra đến đây thì các bạn vào youtube.com thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Và giao diện của các bạn này và bấm vào cái góc phía bên tay phải ấy thì thể nó ra này, thì bạn vào YouTube Radio, bạn bấm vào đây thì nó sẽ ra các bạn. Và đây là cái kênh của tôi đã đăng ký thì nó sẽ thế này, nhưng còn bạn chưa có kênh thì các bạn cứ vào vào đây và điều khiển ứng dụng tính năng và cài đặt nâng cao này thì các bạn chưa cần nhé, bước đầu các bạn chưa cần thì các bạn vào đây vào thông tin cơ bản là thì đây Việt Nam thì bạn đánh vào Việt Nam nhé, khóa như thế nào để bạn chọn thì bạn đánh vào nó vào và sau đó bạn bấm lưu các bạn nhé. Như tôi đã, bạn thấy dễ không ạ, như tôi đã nói thế này đấy, Đông Việt Nam bạn cần thanh toán và quyền của các bạn cộng đồng và thỏa thuận như thế nào, còn bạn chỉ cần vào kênh như tôi đã nói lúc này và bạn lưu đóng. Như vậy một cái kênh của bạn đã nói, bạn vào đến đây bấm với tay phải tiếng và nó sẽ ra mà chưa có cái gì. Nếu như kênh các bạn mới thành lập thì các bạn vào, hãy vào cài đặt nhé. Cài đặt đây đấy, cài đặt kênh của các bạn như lúc này thì xem hoặc quản lý kênh. Quản lý kênh thì bạn có thể là cho người khác quản lý, nhiều người kênh thay cho các bạn. Những tính năng nâng cao này thì đấy là bạn có thể điều chỉnh mã nhận dạng của các bạn, nó sẽ nằm ở đây các bạn nhé. Ví dụ kênh mặc định của các bạn thì các bạn cứ bỏ vào thì các bạn lưu kênh đấy, quyền riêng tư và tài khoản của các bạn đấy, tài khoản của các bạn nó nằm ở đây. Và sau khi vào đến đấy rồi thì các bạn sẽ tin cơ bản như vậy. À, sau khi bạn đăng ký kênh thì tôi cũng hướng dẫn qua với các bạn là cách đăng tải một video. Bạn hãy vào phần dấu cộng thế này, hôm sau tôi sẽ làm video thêm. Và kênh của các bạn thì nó nằm ở đây, kênh và giới thiệu đấy. Sau khi giới thiệu thì các bạn vào cái phần mô tả của các bạn là bạn có thể là tên kênh của các bạn ở đây và các bạn viết có thể nhiều về cái giới thiệu của các bạn ấy.
và điền địa chỉ email của các bạn vào đây. Đây, đặt vào tùy chọn kênh. Sau khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ khám phá ra rất nhiều những tính năng kênh YouTube của các bạn. Đấy. Nhưng tôi sẽ hướng dẫn qua các bạn là cách tải một video lên để cho mọi người cùng xem nhé các bạn nhé. Thì các bạn hãy vào tải tải video và sau đó bạn chọn tệp. À, trên điện thoại cũng vậy, vì có những cái video nào bạn cần lên thì bạn cứ vào vào đấy, ví dụ những cái video nào thì bạn nhấp vào nó sẽ lên đây à, các bạn nhé. Và sau đó bạn cần điều chỉnh một số và bạn xuất nó lên à, nó còn xuất như thế nào thì các bạn hãy comment ở dưới, tôi sẽ có hoặc sắp kênh tôi có những video tôi sẽ hướng dẫn các bạn khi tải một video lên và xéo nó à, từ không tốt trở thành lên tốt các bạn nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video vào lần sau. Xin chào.